What's up? Chào lắm, chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi review cho anh em một cái bộ kit. Thường thì những bạn nhập môn sẽ tìm một cái bộ kit như thế này. Nếu như các bạn không quan tâm đến cái việc đó là không dây, thì đó là bộ kit của thằng FL CMMK MK870 đó. Về cái hộp thì nó cũng không có cái gì đặc biệt cả đó. Cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ có mỗi cái hiệu FL ở ngoài thôi. À đây, chúng ta sẽ có một số cái thông số như thế này. Mình sẽ đi review chính xác hơn cho anh em. Ok, let's go. Rồi, chúng ta sẽ cùng bóc hộp em này nhé. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tấm cover bằng nhựa khá là xịn sò. Thằng này cũng rất là biết chiều khách đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có cái bộ kit nằm ở giữa và có một cái lớp bọc chống sốc ở ngoài. Kit này là kit TKL và phiên bản của mình đang cầm đây là phiên bản màu smog, tức là màu đen trong. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái cuốn hướng dẫn sử dụng nữa. Đó, cuốn này nó sẽ có cả tiếng Anh và tiếng Trung. Và như các cái lần trước thì chúng ta cũng phải giữ lại đó để mà xem cái cách sử dụng. Và con này nó có cả phần mềm luôn nhé. Đó, như các bạn này, các cái con phím ngày xưa thì nó có ít chức năng, chứ bây giờ các con phím nó có rất là nhiều chức năng, cho nên chúng ta cần phải giữ lại. Đây là cái cua tờ giấy bảo hành để xem còn gì nữa không nhé. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái keybuller kèm là switchbuller, tức là nhổ keycap và nhổ switch. Đó, chúng ta sẽ có thêm một cái dây từ A to C, khá là đơn giản thôi, không có gì đặc biệt. Dây này dây bằng nhựa. Đó, có đầu chống nhựa vân vân. Rồi, hết rồi, không còn gì hết. Bộ kit này khá là đơn giản tại vì giá nó cũng rẻ, dưới 1 triệu. Cho nên rất là phù hợp với những bạn nào mà mới bắt đầu tìm hiểu và build bàn phím. Quay trở lại với em nhân vật chính ngày hôm nay. Thì cái màu đen smog này, như các bạn nhìn thấy ngay đây, thì nó sẽ kiểu màu khói, tức là nó sẽ hơi trong suốt như thế này. Nó cũng vẫn có thể xuyên qua để chúng ta có thể nhìn được các cái linh kiện ở phía bên trong. Chúng ta có nhìn thấy được ở phía mặt dưới đây đó, có thể nhìn thấy được tất cả các linh kiện phía bên trong, khá là giống các cái kiểu màu trên của bây giờ đấy. Ok, thì chúng ta nhìn thấy ở đây thì nó sẽ có hỗ trợ hot swap 5 chân và đây là dạng TKL, tức là nó sẽ gồm có 87 nút, kiểu cơ bản nhất mà rất là nhiều người hay sử dụng, tức là nó sẽ vẫn có phím mũi tên, các cái nút chức năng ở phía đây và vẫn đầy đủ hàng ép. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được cái play của con này sẽ là play thép và cái vỏ của nó cũng chỉ là vỏ nhựa thôi. Ngoài ra thì nếu mà các bạn để ý thì đây nó, con này nó sử dụng một cái khá là đặc biệt, đó là cái mặt của nó sẽ là hot swap xuôi. Mặt xuôi tức là cái led của nó sẽ nằm phía dưới, còn mặt ngược thì cái led nó nằm phía trên. Nghe thì nó hơi ngược nhưng mà thực ra cái ban đầu người ta thiết kế thì cái switch, cái led của cái switch sẽ nằm ở phía dưới đây. Đó, còn do sau này là các cái bàn phím gaming nó xuất hiện thì cái led của nó được đẩy lên trên để cho cái đèn led nó tỏa xuất hiện ở trên các cái ký tự ở phía trên nó đẹp hơn thôi. Chứ còn thực ra cái thiết kế đầu tiên ban đầu của nó thì sẽ là mặt như này mới gọi là mặt xuôi, tức là cắm switch xuôi. Và khi mình cắm switch thì cái đây, cái lỗ led này, lỗ led, lỗ hiển thị led đây nhá, thì nó sẽ nằm ở phía dưới. Đó, như thế này. Khi mình cắm thì mình nhớ quay cái đầu switch ngược lại nhé. Còn nếu không chúng ta cắm nó sẽ không có đúng đâu. Ok, về ngoại hình thì chúng ta có thể nhìn thấy thêm là nó sẽ có hai cái cổng tai C hai bên đây, cổng hai tai C phụ này, dùng để cho có thể mình lắp bên trái, dây bên trái cũng được mà dây bên phải cũng được. Và nó cũng sẽ có hai cái mút cao su để mà chống bụi. Tuy nhiên thì đây lại là một cái điểm trừ mà mình không thích lắm, tại vì cái mút cao su này thực sự thì nó quá dày và nó quá lồi ra. Nhìn nếu mà các bạn không sử dụng thì nhìn tự nhiên có hai cái cục cao su ở hai bên đây thì nhìn nó khá là mất thiện cảm và nó không còn liền lạc cái bàn phím nữa. Nếu như mà nó có thể làm cái mút cao su mỏng hơn và cũng như là sẽ lấp đi cũng được, mà thay vào đó là cái hai cái cổng ở hai trên này thì ngon hơn. Ở phía đằng sau thì như mình đã nói thì cái cây nó sẽ là trong suốt, cho nên mình có thể nhìn thấy được tất cả các cái linh kiện ở phía bên dưới. Đồng thời thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái lẫy nâng hạ độ cao bàn phím. Cái lẫy này làm khá là chắc chắn và cái lớp cao su của nó bọc khá là dày.
phía dưới này chúng ta sẽ có ba cái chân và cái tấm cao su nữa. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái tem, tem này chính là cái tem của hàng chính hãng tại Việt Nam nhé, sẽ được bảo hành 1 năm tại Việt Nam luôn. Và cái thằng này có rất là nhiều cái hàng sách tay, cho nên là các bạn phải lưu ý những cái thằng nào mà có cái tem này thì mới là chính hãng nhé. Còn nếu không, nếu mà sách tay thì nó sẽ không được bảo hành tại Việt Nam đâu. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái kit này ra cho các anh em xem bên trong một chút. Và để tháo cái kit này thì các bạn lưu ý là nó sẽ có rất là nhiều ốc ở đây, ở đây, ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có tới 4 cái ốc, có một con ốc ở phía dưới tem này nữa. Ở đây phía bên trước thì chúng ta sẽ có những con ốc ở phía đây nữa, rất là nhiều. Cho nên các bạn khi các bạn gỡ thì các bạn nhớ phải tháo hết tất cả các ốc ra nha. Ở đầu tiên chúng ta sẽ gỡ tất cả các cái con ốc ở phía bên đằng sau trước nhé. Và cái mấu chốt ở đây là nó sẽ có dán tem ở chỗ này, thì các anh em hỏi là có gỡ được không thì các bạn vẫn có thể gỡ được bình thường nhé. Tuy nhiên thì khi mà bảo hành thì như thế nào, thì cái này mình đã có hỏi bên hãng rồi là hãng có thể vẫn chấp nhận cho chúng ta bảo hành được luôn, miễn sao là vẫn còn tem ở đây. Tại vì thực ra là cái hãng khi dán cái tem này thì họ chưa có kinh nghiệm về cái việc là dùng, khi mà mua kit thì có thể rất là nhiều người gỡ ra để móc. Ok, sau khi gỡ gốc các con ốc ở đằng sau thì chúng ta sẽ gỡ cái cover đằng trước ra. Wow, cuối cùng thì cũng mở ra được. Nó làm cái ngàm rất là cứng và rất là khít, cho nên là khi mà mình mở ra nó rất là mất nhiều công sức. Và các bạn phải nhớ lưu ý nhé, mà cẩn thận chứ không là dễ bị gãy lắm. Và trước khi mở, các bạn cũng phải nhớ gỡ hai cái tấm cao su mà chắn hai cái cổng tai xi nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở ốc tiếp. Ở đây có rất là nhiều ốc. Ok, sau khi tháo hết ốc ra rồi, chúng ta nhẹ nhàng nhấc cái plate cũng như là PCB ra khỏi cái cover phía dưới. Rồi, đây, và chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn về cái mặt của em này. Mặt của nó làm rất là chỉnh chu luôn, cực kỳ gọn gàng. Và cái mặt đen này thì theo mình biết là nó sẽ ngon hơn là những cái thằng mặt màu xanh hoặc là màu đỏ nhé. Cái mặt đen này này, và đen này nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hot swap của thằng này đang sử dụng đó là hot swap của thằng Kai. Cái hot swap của thằng Kai này là một trong những cái hot swap rất là tốt ở trên thị trường hiện nay. Và giữa tấm PCB này với lại cái play là nó sẽ có một cái tấm lót foam nữa. Để mình mở ra luôn cho các bạn coi nhé. Và cái này nó cũng sẽ cố định bởi những cái con ốc. Ok, sau khi mình mở được cái PCB ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Đây chính là một cái điểm khá là ăn tiền của thằng FL. Nó cho chúng ta một cái lớp silicone nhé. Silicone chứ không phải là thằng foam như những thằng khác mà dùng silicone. Silicone này thì nó sẽ cho cái tiêu âm tốt hơn và cũng như là dày dặn hơn, đầy đặn hơn rất là nhiều so với những cái thằng foam. Và nó cũng làm rất là chỉnh chu. Đây, thực sự thì với cái giá tiền này khó mà có thể kiếm được con nào mà nó trang bị cái tấm tiêu âm bằng silicone đâu. Ở dưới đây thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái chân strap của em này. Chân strap của em này thì đã được móc sẵn rồi. Các bạn có thể nhìn thấy mở lúc này. Đồng thời là các cái chân đều được cắt phẳng hết, giúp cho cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ đồng đều hơn rất là nhiều. Và trước khi mình lắp cái PCB này vào trong cái cây của nó thì chúng ta sẽ móc sơ qua bằng cái gọi là cái tape mod như thế này. Thì như các bạn đã biết thì khi mà tape mod thì chúng ta chỉ cần lưu ý là bỏ những cái đèn led cũng như là những cái con chip này ra. Tại vì những cái mặt này nó sinh nhiệt rất là lớn, đặc biệt là led và con chip điều khiển. Hiện tại thì mình dán bằng băng keo giấy thường thôi. Nếu mà các bạn muốn chắc chắn hơn thì các bạn có thể dán bằng băng keo 3M.
và có thể dán nhiều lớp để cho nó đầm hơn. Tuy nhiên thì mình chỉ móc sơ qua thôi nhé. Ok, bây giờ mình lắp lại vô chiếc bàn phím nè. Rồi sau khi gắn trở lại thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Đây là cái khung cảnh của nó, nếu chúng ta lật sau ra thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được cả cái loại tép móc của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm dây nhé, tại vì đây là phiên bản có dây. Còn có một loại nữa là phiên bản không dây ba móc, thì cái loại đó mặt nó sẽ là mặt. Em này cũng đang được hỗ trợ đèn LED RGB 16,8 triệu màu và có phần mềm hỗ trợ luôn. LED của con này thì phải nói là cực kỳ sáng, sáng nhất trong những cái dòng bàn phím hoặc là dòng kit mà mình đã từng trên tay, rất là sáng luôn. Có thể là do là em này đang sử dụng dây cho nên là cái đèn LED của nó sẽ sáng hơn là những cái phiên bản không dây. Ok, bây giờ mình sẽ lựa chọn cái dòng switch và cũng như keycap để lắp vào. Về dòng switch thì bây giờ mình sẽ sử dụng đó là switch Milky của Gateron, và nó sẽ là dòng black switch cho nó phù hợp với cái dòng cây đèn như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp switch nha. Ok, như vậy là mình đã lắp xong switch Milky Black lên trên em bàn phím này, em kit này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm thử xem thử coi đèn LED nó có lên ok không. Đó, đèn LED nó nằm ở phía dưới này và vẫn lên sáng, rất là đều. Do con này nó có bottom và housing của con switch này nó sẽ là màu trắng đục, cho nên nó sẽ cho cái hiệu ứng LED tỏa ra xung quanh bàn phím, nó sẽ xung quanh switch nó sẽ đều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lựa cái bộ keycap cho em này nhé. Về cái bộ keycap thì mình sẽ sử dụng một bộ keycap ABS và nó sẽ là kiểu màu đen trong suốt của màu smoke y như cái cây luôn. Đó, thực ra con này thì nó cũng không có gì cao cấp hết, nó rất là rẻ, khoảng tầm 200 ngàn một bộ thôi. Nhưng mà vì nó phù hợp cho nên thì mình chọn, mình thấy đẹp thì mình chơi thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cái bộ keycap này vào đây nhé. Đây là cái thành quả của mình sau khi đã lắp bộ keycap màu đen này lên, đen trong luôn nha các bạn. Thì mặc dù cái bộ keycap có màu đen sẫm hơn là so với lại cái play, cũng rất gì vậy này nọ đấy nhỉ. Đó, cực kỳ hợp luôn, mình không nghĩ lắp lên nó lại đẹp như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ tự cắm cái cọng cáp vào xem sao nhé. Rồi, đèn LED lên rất là sáng, xuyên LED cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình sẽ thử điều chỉnh một số các cái chế độ đèn LED nhé. Khi chúng ta giữ FN thì nó sẽ có rất nhiều cái nút màu sáng này hiện lên. Và mỗi nút thì nó sẽ có giữ các cái chức năng khác nhau. Và khi các bạn ấn thì nó sẽ đổi các cái chế độ đèn LED ở đây. Đó, rất là nhiều chế độ đèn LED luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem sơ qua về bên ngoài của em này sau khi đã build xong nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần đó là sao test. Về cái phần sao test này thì có rất là nhiều bạn thắc mắc về cái chuyện đó là mặt xuôi và mặt ngược thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến sao test cũng như là cái cảm giác bấm hay không. Thì cái đấy mình sẽ đề cập vào một cái video sau nhé. Tại vì video này nó đã rất dài rồi và cái đó cũng sẽ cần phải nói chi tiết nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nghe thử coi nếu mà Gateron Black cộng với bộ keycap ABS dùng profile OEM như thế này thì nó sẽ cho cái cảm giác gõ có ổn không nhé. Ok, thì như các bạn đã vừa mới nghe qua cái sound test thì các bạn biết đó, con kit này nó ngon ở một cái chỗ đó là những cái start nó được cân chỉnh cực kỳ tốt. Khi các bạn gõ vào hầu như không nghe tiếng lắc cắc cũng như là không có nghe tiếng lọc sọc của những cái start đó. Những nút dài như này rất là ngon. Nó ngon là cái phần build đó rất là tốt. Và đặc biệt là cái cây của nó cũng cực kỳ chắc chắn nữa. Như vậy là mình đã review sơ qua cho anh em về cái bộ kit MK870 bản một mod và màu black, màu smoke black. Và các anh em nghĩ sao về bộ kit này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em thấy video này hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss kia nhé. Bye bye.